cầu thủ kim đồng đội chặn bàn rất hay của Đinh Thành. Cánh bèo đường đá cao cho Đinh Thành, bước một rất hay, một pha dứt gót Tài Ca rất hay, và phối hợp rất hay của Đinh Thành và Tài Ca. Trận thi đấu tứ kết thứ ba của giải đấu, và trận tứ kết này có là trận tứ kết của Lên MC gặp Việt Tính Vĩnh Long, một câu bộ khác nữa của thành phố Vĩnh Long. Yeah, thì giờ mọi người đang khởi động khi Messi đứng vai trò coach, huấn luyện viên, và đây là Đinh Tướng Thanh. Rồi Lý Trung Hiếu, Trường Sơn, Nguyễn Duy Chán, Chán Hói, Đinh Thanh, ai nữa, Phi Củi, Ngọc Lành, Nam Ca Ca, Khánh Bèo, Tài Ca, Bé Chí. Yeah, khởi động rất là sung mãn. Kiên Ha Gia, cú sút Kiên Ha Gia. Và số 20 đằng xa kia, Phi Củi 13 và Win Mi Lai. Rất tập trung. Thôi. Messi vừa đeo băng đội trưởng cho Đức Thành. Đầu tiên, ha, dòng nóc ao, tập trung hết sức mình, chơi từng pha, chắc chắn không thua trước. Trời mưa rất là trơn trượt. Còn anh em chắc chắn được pha nha, không ào ào, không sồ sồ, gặt cái là gãy luôn. Khá kỹ nha anh em nha, lấy cảm giác xong trước quạt thoải mái thoải mái nha. Bóng nó trượt á, anh em cũng hạn chế kéo thầm đi nha, kéo thầm dễ đi xuống. Anh em mình chơi trên mùa mình đeo chậm chạy nha. Ok, ok nha, tập trung lên đi. Thôi cố lên, 1, 2, 3, leo lên. Thôi anh em ơi, những hình ảnh mà chúng tôi truyền đi từ sân bóng đá An Bình thành phố Cần Thơ, nơi đang diễn ra trận tứ kết thứ ba giải bóng đá Bạch Mai Cup lần thứ hai năm 2020. Với vậy, cặp đấu giữa Lê Bảo Minh và các cầu thủ Việt Tinh Banh Vĩnh Long cũng đã được bắt đầu. Số 3 Hạnh Công, số 10 Anh Khoa và số 16 Thanh Dầu. Khánh Bèo, Sĩ Đe, pha dứt điểm rất tốt của Khánh Bèo. Yeah, quá hay, pha Sĩ Đe và kết thúc rất gọn gàng của Khánh Bèo. Rất kỹ thuật. 1-0 cho Lê Minh FC. Một cầu thủ sở hữu thể hình rất lý tưởng của đội bóng Lê Bảo Minh. Và Khánh Bèo thì có thể còn. Và ngược lại thì Lê Bảo Minh đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi đang là đội bóng sở hữu thành tích toàn thắng. Chúng ta cùng trở thành cuộc đấu này kết quả như thế nào? Và chặt tháng. Tuy nhiên, không vào. Rất hay và có tâm sáng và rất được anh yêu mến. Khá đáng tiếc là giải đấu lần này thì tiếp theo Phi Củi, Tê Đe phạm lỗi, pha đá phạt cho Lê Minh FC. Chúng ta cùng chờ xem tình huống cuối cùng này. Các đội bóng chi tiết sang thì rất lợi hại ở những tình huống phối hợp đá phạt. Lê số ca Đinh Thành và câu đòi sẽ là gì đây? Cú sút ngay xuyên hàng rào, pha dứt điểm rất hay của Đinh Thành. Xuyên hàng rào 2-0, pha dứt điểm rất quyết đoán của Đinh Thành. Quá hay Đinh Thành ơi. Để rồi 6 giờ Đinh Đức Thành tung vào để đầu kết liễu mang về đội bóng thứ hai.
này tại vậy Đinh Đức Thành cho nãy sự lo ngại trong những tình huống cố định sức đỡ mọi người đất ơi Kia Gia một cú sút rất hiểm của Kia Gia 3-0 pha đột phá của Kia Gia quá tuyệt vời quá hay Kia Gia ơi 3-0 xe không được mất bóng rồi không vào một pha cản phá rất tốt của Trang Hôi phải công lên Minh FC cú sút của Phi Cối Kiên Hà Gia đánh đầu Phi Cối trả về cú sút Kiên Hà Gia rất mạnh tuy nhiên đi không chính xác và tất cả những anh em bóng đá Vĩnh Long qua pha dứt điểm ngay của Phi Cối hơi nhẹ. Phi Cối cầm lỗi cho đá phạt cho đội bạn. Qua pha đá phạt ngay cú sút bất ngờ. Cú sút rất bất ngờ của đội bạn. Người chuyền bóng là Quang Alo và sau hai nhịp Đức Thành dứt bóng không lấy được bóng cú sút ngay không vào rất căng thẳng các bạn rất tốt của Đinh Thành Minh Lai chuyền về không thành công mất bóng rồi 2-1 cú sút không vào pha lăn xả của Giang Hội Minh Lai Đinh Thành gặp bóng cú sút ngay ngay có kỳ đầu phá kỳ đầu phải không một khán giả từ Phú Quốc là dự động vậy đây gặp bóng Kia Haya chọc hén không thành công không vào một pha mất bóng qua cú sút ngay của đội bạn giống cây cột dọc tôi hay ra đánh đầu rất hay qua không vào không vào không có bàn thắng cho hết giờ hết hiệp một hết hiệp một tỷ số hiện giờ là 3-1 và bóng trước là Lê Bảo Minh cũng đang thể hiện được sự quyết tâm của mình bầu tới cùng với huấn luyện viên Trương Văn Sĩ và các siêu hội đến từ Sài Gòn đang góp phải sự trái cười đến từ dàn hội đội Vĩnh Long đồng hành cùng họ là tay chân luyện viên và chân luyện viên Trương Văn Sĩ ở trong hiệp một thì Lê Bảo Minh có được 3 bàn thắng đó là một trong một trận của Cánh Đèo hai đại diện đã dài Minh Lai bước một rất hay pha đi bóng rất kỹ thuật của Minh Lai một cú sút ngay cú sút khá nhẹ của Minh Lai sớm tình như sẽ phải tất tài trước tất tài khi bị đối phương dẫn trước hai đoạn pha kẹp pha rất tốt của Taka rất dứt khoát suýt thì nữa bóng đã trúng camera các bạn rất hay của Đinh Thành Khánh Bèo đường đá cao cho Đinh Thành bước một rất hay một pha dứt gót Tài Ca rất hay pha phối hợp rất hay của Đinh Thành và Tài Ca pha bước một và chuyền về rất tốt của Đinh Thành và pha kết thúc rất lạnh lùng của Tài Ca quá tuyệt vời 4-1 pha phối hợp quá hay của Tài Ca và Đinh Thành đầu tiên đưa đang là ba bàn và không còn một nước đi nào khác ngoài việc sử dụng cơ đội tổng lực tấn công nhằm tìm kiếm những bàn thắng 4 phút
Và wow, nhanh, rất nhanh. Phải dứt điểm ngay. Cú dứt điểm. Pha phòng ngự rất tập trung của Tráng Thối. Rất căng thẳng, rất căng thẳng. Và 5 giờ sẽ là trận cầu siêu kinh điện giữa... Không có gì cả. Tráng Thối ném bên. Thế của lấy được bắt rồi. Bước 1 rất hay. Pha vào bóng rất mạnh của đội bạn. Chiếc thẻ vàng rút ra. Để chiếc bóng là Đinh Thanh. Sẽ là cú sút để chắn. Một cú sút của Milai. Rất tuyệt. Bóng lại không đi vào lưới. Liên tục là chiến thuật bao này. Phía cuối lấy được bóng rồi. Tiếp tục một cú sút ngay cột dọc. Không có bàn thắng. Rất tiếc. Rất tiếc. Một cú sút của phía cuối. Chọc khe không được. Xin nhắc lại hai trận thứ ba đại diện của Phúc Lâm tại vòng đấu đã có tên tại vòng đấu. Chọc khe. Cắt được bắn rồi. Cú đá của Đinh Anh. Wow. Và cướp banh và đá bóng từ sân nhà của bàn thắng cho Đinh Thành. Quá đẳng cấp, quá hay Đinh Đức Thành ơi. Quá hay, quá tuyệt vời. 5-1. Và trong đó thì có một pha là bàn rất đẳng cấp. Ở đây hôm nay phong độ ấn tượng đó lại được thể hiện. Pha phòng ngự rất tốt của Lý Trung Hiếu. Một cú sút rất mạnh của đại bàng. Các bên, phía cuối, rất hay, không nên chống. Wow. Và cướp banh và ghi bàn của phía cuối, rất hay. Trận đấu gần như đã an bài. 5-1. Lần này Phi sẽ không cuối, Phi đã ghi bàn rồi. Rất hay phía cuối ơi, quá tuyệt vời. Wow. Qua hai cái hán. Tiếp tục một cú sút. Đã biên. Bóng dính trên lưới luôn à. Dễ thương. Chắc bên. Không lấy được. Milai. Tài ca. Và dứt điểm của Tài ca. Quay 6-1. Một bàn thắng nữa của Taika. Rất hay. Đã ba một play không thành công là phải trả giá. Và dứt điểm của Taika. Rất hay. Xin chào Nguyễn Tấn Tài, Cá Vàng, Nguyễn Dương. Xin cảm ơn Lê Hoàng Phúc đã chia sẻ video. Lê Hoàng Phúc đã ủng hộ cho Lê Bảo Bình. Tiếng Hay, bàn thắng dành cho Phúc Thọ. Bàn thắng rất nhanh được xuống còn 27. Và bàn thắng đưa này sẽ tiếp tục từ tự tin dành cho vòng dẫn đầu pha năm một. Xin chào Trần Quang cùng với mọi người. Xin chào anh Tây Trọc Kiều. Và một người rất tốt của Trường Sơn. Thì đè. Wow, pha đá sau của đội bạn. Trần Quang An An. Xin chào Thanh Sưng Vinh Nguyễn. Xin chào khán giả thân kia. Tập phạt cho Vĩnh Tân Bằng Vĩnh Long. Cú sút ngay. Chúng ngay thủ môn Tráng Thối. Pha phòng ngự rất tốt của Tráng Thối. Tiếp tục là một pha cản phá rất tốt của Tráng Thối. Chuyển hướng rất hay. 13. Lên bên. Trường Sơn. Gặp lần. 13. Bức tường. Bức tường rất hay. Và nắm áo của cầu thủ số 10 đội bạn. Pha phạm lỗi với Trường Sơn. Pha bật tường rất hay. Ngọc Lanh đang đứng trước bóng. Pha đá phạt. Trường Sơn. Và Trường Sơn đã bắt đầu xuất hiện những tình huống va chạm kéo vũ bao của hai bên. Cuối cùng vẫn luôn rất hài hòa thì được quyết định ngang hai đất bàn. Chắc chắn là như vậy và sau trận đấu này hy vọng các bạn sẽ liên tục đón xem. Cú sút của thủ môn
lên ba thắng dành cho pha đánh gót rất tốt của số 8 đội bạn 37. Cú đánh gót rất tuyệt vời của anh Pha, nhưng chúng ta sẽ tỷ lệ nhưng không sao, thời gian vẫn còn thì chúng ta vẫn cứ hy vọng về cuộc lực đổ của các anh em Vinh Tân Bang. Khán giả Vĩnh Long thì vẫn đang liên tục cổ vũ cho các cầu thủ. Xuân Ngay không vào. Hết giờ. Chép lại trận đấu cũng đã mang lên cái tên thứ ba góp mặt tại vòng bán kết, đó chính là Lê Bảo Minh. Dạ. Yeah. Đội đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng với tỷ số 7-3. Đại diện thứ ba của đội bóng Vĩnh Long, hai trong số 3 đã vượt qua vòng knock out. Rất hay. Trận đấu rất hay của Lê Minh Sĩ. Và chúng ta sẽ còn chia tay nhau ở đây. Rất hay. Yeah. Ok, kết thúc trận đấu để mình chiến thắng với tỷ số 7-3. Quá hay, quá kịch tính. Trận đấu kết thúc ở giữa hiệp 2. Khi mà đội bạn tổ chức đá năm và bị Lê Minh FC ghi bàn liên tục. Rồi, hay nhớ like nha, hay nhớ like nha, nhớ subscribe nếu anh em muốn xem những trận đấu tiếp theo của Lê Minh FC thì kênh của Thiệp Tài Soccer. Xin chào, hẹn gặp lại. Em làm xong. Ok.